chương 1121, đuổi đi người. Hướng dẫn du lịch chỉ hướng ngoài cửa sổ nói, mọi người xem, bên ngoài sơn thần thạch, cũng kêu tiếp khách thạch, đại biểu cho quá khúc sơn hoa nghênh đại gia đã đến. Ta quay đầu nhìn về phía ven đường, nơi đó xác thật lập một khối hình người núi đá. Không biết vì cái gì, ta tổng có thể cảm giác được kia khối không có ngũ quan cục đá, như là đang nhìn chúng ta ô tô ở hắn trước mắt trải qua. Lâm Chiếu cố ý hỏi, hướng dẫn du lịch, tiếp khách không nên là hai khối cục đá sao? Như thế nào chỉ có một? Lâm Chiếu cũng không phải ở ba hoa chích chòe, mà là con đường mặt khác một bên, còn có một khối như là bị tước chặt đứt nham thạch. Nếu không có tính sai, nơi đó trước kia hẳn là có một khối đối ứng sơn thần thạch. Ngồi ở phía trước từ An An Kinh thường nói, đơn thạch tiếp khách, song quỷ thủ vệ, các ngươi biết cái gì? Hảo hảo ngồi ngắm phong cảnh đi. Đừng quan quát quan quát chọc người phiền. Ta sắc mặt hơi trầm xuống nói, các ngươi muốn tìm ra, ta liền xuống xe đi hảo hảo tâm sự. Đừng cho là ta xem ở phong nếu hành mặt mũi thượng cho các ngươi điểm mặt các ngươi là có thể đặng cái mũi lên mặt. Từ an an một chút đứng lên, hành A. Chúng ta xuống xe lưu, ai không xuống xe, ai là cậu. Hướng dẫn du lịch dừng xe. Từ Ngọc Long muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, hàng phía trước vài người tất cả đều xuống xe. Ta vừa muốn đứng dậy, liền xem phong nếu hành đứng lên, hướng từ Ngọc Long trầm giọng nói, từ Ngọc Long đúng không? Ngươi nhìn kỹ xem ta, nhận thức ta là ai sao? Từ An An cười lạnh nói, chúng ta yêu cầu nhận thức ngươi sao? Bại hoại bằng hữu vẫn là bại hoại từ gia sĩ cùng làm bạn hảo thực hảo phong nếu hành bị tức giận đến sắc mặt trắng bệt từ trên người lấy ra một con ngọc bài cái này ngươi nhận thức sao từ ngọc long hai mắt mảnh mở to dưới sắc mặt kịch biến ngươi là phong nếu hành sắc mặt lại là lạnh lùng từ ngọc long đương trường quỳ xuống từ gia đệ tử đời thứ ba từ ngọc long bái kiến tiền bối từ an an cả kinh kêu lên ca ngươi làm gì đâu nhanh lên lên a ngươi bái nàng làm gì từ ngọc long lôi kéo mụi muội hô mau quỳ xuống ngươi sấm đại họa nhanh lên ta không cần phải ngươi tới bái phong nếu hành lạnh lùng nói năm đó đồ đồ đem thứ này tặng cho ta thời điểm nói như thế nào nàng nói toàn bộ từ gia đều nhận thức ta chỉ nhận ta không nhận ngọc bài hiện tại xem người thật đúng là không có một kiện đồ vật hảo sử từ ngọc long sợ tới mức liên tục dập đầu phong tiền bối gia chủ đã sớm đem ngươi ảnh chụp phân phát cho gia tộc thành viên phản bối nhất thời mắc vụng về mạo phạm tiền bối còn thỉnh tiền bối Phong nếu hành mặt như băng sương nói, lăn xuống đi, trở về nói cho đồ đồ, ta cùng nàng chi gian tình cảm hết. Phong nếu hành nói chuyện chi gian năm ngón tay vừa thu lại, xin sôi bóp nát kia cái ngọc bài, từ an an cả kinh kêu lên, ngươi dám bóp nát gia tộc ngọc bài. Ngươi! Đủ rồi! Từ ngọc long giơ tay một bạt tay đánh vào từ an an trên mặt, ngươi biết chính mình xông bao lớn họa sao. Phong nếu hành lạnh lùng nói, muốn đánh, lăn xuống đi đánh, đừng chậm trễ ta thời gian. Từ Ngọc Long thấy Phong nếu hành thái độ đã quyết, chỉ có thể mang theo muội muội hạ xe buýt. Ô tô lại lần nữa khởi động thời điểm, ta theo cửa sổ xe nhìn thoáng qua phía sau, từ Ngọc Long còn quỳ gối ven đường không có lên. Ta ngồi thẳng thân mình, truyền âm nói, Phong Nếu Hành, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ta dám khẳng định Phong Nếu Hành không có sinh khí. Sinh khí loại chuyện này có thật có giả, có chút người nhìn như tính tình táo bạo, trên thực tế, nàng mỗi lần phát hỏa đều mang theo mục đích, không phải vì cho thấy lập trường, chính là vì bức ra mà lui. Càng quan trọng là, nàng hiểu được khi nào hẳn là phát hỏa, hơn nữa phát hỏa phát đến gãi đúng chỗ ngứa. Phong nếu hành muốn thật sự động khí, từ gia kia hai anh em đã có thể không dễ dàng như vậy xuống xe. Phong nếu hành hẳn là từ kia tảng đá thượng nhìn ra cái gì, mới đem bọn họ cấp đuổi đi xuống xe. Phong nếu hành truyền âm nói, kia không phải cục đá, là người chết. Ta trước kia xuất nhập quỷ thần cấm địa thời điểm, nhìn đến quá loại này cục đá. Phàm là bị cục đá thấy người đều khó thoát vận rủi. Trận này sang vết sợ là muốn bắt đầu rồi. Ta quay đầu lại đi xem cục đá thời điểm, xuống xe từ Ngọc Long đã đứng lên, một đám người đều ở hướng trên xe xem, đám kia người giữa lại nhiều ra một cái ăn mặc màu đỏ áo trên người. Đối phương quần áo ở tất cả đều là tố sắc phục sức trong đám người, có vẻ dị thường chói mắt. Ta lập tức truyền âm nói, vừa rồi những người đó đi xuống thời điểm, có ai ăn mặc hồng y phục. Ai cũng chưa xuyên. Lâm Chiếu vừa mới nói một câu, liền thiếu chút nữa hô lên thanh tới, Lý Phách, ngươi xem người trong xe. Chờ ta quay đầu thời điểm trên xe sở hữu hành khách đều đã thay hồng y, chợt nhìn qua giống như là ăn mặc lữ hành đoàn đoàn phục. Vừa mới bọn họ trên người còn không thấy được nửa điểm màu đỏ. Ta chạy nhanh hướng phong nếu hành bọn họ trên người nhìn qua đi, chúng ta quần áo còn không có biến sắc. Ta bay nhanh hồi tưởng một chút vừa rồi phát sinh hết thảy, mới phát giác không đúng rồi. Trên xe ngồi đều là người thường, phong nếu hành quát lớn từ Ngọc Long thời điểm, bọn họ nửa điểm phản ứng đều không có, tất cả đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở tại chỗ. Này không hợp với lẽ thường. Lúc ấy, Phong Nếu Hành cũng đã phát hiện vấn đề. Ta đang xem Phong Nếu Hành, đối phương đã thấp giọng nói, ta trên người quần áo thực mau liền sẽ biến hồng. Đó là quỷ thần sắp bắt người tiêu chí. Chương 1122, lậu điểm cái gì? Ta bỗng nhiên cả kinh nói, ngươi thay chúng ta trắng tay. Thuật sĩ nếu chịu liều mình nói, hoàn toàn có thể dùng mệnh cho người ta trắng tay. Dựa theo mệnh số sư cách nói, tai họa cũng là số trời chi nhất, muốn tránh cũng tránh không khỏi đi, trừ phi có người chết thay, có lẽ còn có thể làm người tránh thoát một kiếp, phong nếu hành còn không có tới kịp nói chuyện xa tiền mặt hướng dẫn du lịch bỗng nhiên nói kỳ thật vừa rồi kia khối tiếp khách thạch vốn dĩ chính là một đôi chẳng qua mặt khác nửa tảng đá rơi xuống dưới chân núi đi về rất đến dưới chân núi nửa tảng đá ở quá khúc trong núi còn có một cái truyền thuyết nói là có người uống nhiều quá nửa đêm hướng trong nhà đi kết quả vốn dĩ quen thuộc lộ càng đi càng xa vẫn luôn vòng tới rồi sơn bên cạnh chờ hắn theo vách núi tử đi phía trước đi thời điểm liền cảm thấy phía sau ầm vang một tiếng chờ hắn quay đầu nhìn lại lại thấy cối xay lớn nhỏ cục đá dừng ở trên mặt đất người nọ tức khắc bị dọa ra tới một tiếng mồ hôi lạnh trụ cũng tỉnh đến không sai biệt lắm xoay người liền hướng trong nhà đi nhưng hắn càng đi liền càng là cảm thấy có người ở sau lưng đi theo chính mình thường thường còn kêu thượng một tiếng tên của mình người nọ sợ hãi hắn biết ở trong núi nghe thấy người khác kêu ngươi tên đầy đủ ngàn vạn không thể quay đầu lại vào sơn chỉ có sơn quỷ mới có thể kêu người tên đầy đủ người quay đầu lại phải bị quỷ cấp lưu lại Người nọ càng nghĩ càng là sợ hãi, một đường vừa lăn vừa bò trở về nhà. Hắn vốn đang tưởng cùng lão bà nói nói mấy câu, lại thấy lão bà đã mặc hướng giường đất ngủ rồi, kêu hai tiếng cũng chưa đánh thức, hắn đành phải nằm trước ngủ hạ lại nói. Chờ hắn một giấc ngủ dậy, lại thấy nàng lão bà ăn mặc một kiện màu đỏ quần áo, sắc mặt trắng bệch nằm ở chính mình bên cạnh, người đều đã ngạnh. Người nọ sợ tới mức hô to gọi nhỏ đi ra ngoài tìm người, người trong thôn ai lại đây nhìn, cũng không dám đi chạm vào thi thể. Bọn họ đều nói, kia thi thể tuy rằng là nhắm mắt lại, lại như là đang xem người, ai hướng thi thể bên cạnh đi, đều sẽ cảm thấy thi thể ở động trong mắt. Dựa theo địa phương cách nói, kia nữ nhân đã thành sát. Người trong thôn không dám đi chạm vào thi thể, nhưng cũng không thể làm thi thể liền như vậy bãi ở trong nhà, cuối cùng chỉ có thể đi miếu thượng cầu cao tăng hỗ trợ. Nam nhân kia dựa theo thôn trưởng chỉ điểm, đi trên núi trong miếu thiêu hương, hứa nguyện. Vào lúc ban đêm, quả nhiên là có tăng nhân tới. Vị kia cao tăng nói cho hắn nói, người lão bà không phải người bình thường, nàng sẽ điểm pháp thuật tính ra tới, ngươi đến là ở thiên tai dưới, cho nên, nàng đi thấy ngươi đã chết. Ngươi buổi tối trở về thời điểm, có phải hay không ở kia rất cục đá địa phương đứng trong chốc lát. Nam nhân kia ấp úng nói cho Cao Tăng, hắn đi đến vách núi phía dưới thời điểm bỗng nhiên quá mót, liền ở nhai tử phía dưới tiểu một cái. Cao Tăng nói, vậy đúng rồi. Ngươi đứng ở nhai hạ thời điểm, kỳ thật chính là đang đợi chết, canh giờ vừa đến, kia tảng đá là có thể muốn ngươi mệnh. Ngươi không chết, là bởi vì lão bà ngươi linh hồn nhỏ bé đứng ở ngươi trên đầu, giúp ngươi khiên kia tảng đá. Chờ ngươi đi rồi, nàng mới đem cục đá buông xuống. Nàng linh hồn nhỏ bé ra tới cứu ngươi, không ai lãnh liền trở về không được. Ngày đó buổi tối, nàng vẫn luôn ở phía sau kêu ngươi, ngươi lúc ấy chỉ cần hồi phía dưới, là có thể lãnh nàng hướng trong nhà đi, chờ tới rồi gia nàng là có thể sống. Chính là, ngươi lại đem nàng cấp trở thành lấy mạng sơn quỷ, liên tiếp hướng trong nhà chạy. Nàng linh hồn nhỏ bé không đuổi theo ngươi, liền phiêu ở bên ngoài, thiên sáng ngời, nàng hồn đi lạc, người liền đã chết hướng dẫn du lịch nói tới đây ngừng lại, ta tiếp một câu, câu chuyện này, hẳn là còn có hậu tục đi. Hướng dẫn du lịch cười nói, câu chuyện này, đích xác có hậu tục. Nhưng là, ta cảm thấy, ngươi sẽ không muốn nghe sau lại chuyện xưa. Ta cười nói, ta thật đúng là liền muốn nghe xem sau lại chuyện xưa. Hướng dẫn du lịch cầm microphone hỏi, còn có ai muốn nghe mặt sau chuyện xưa? Nếu muốn nghe người nhiều, ta liền tiếp tục sau này nói. Trên xe hành khách có hơn phân nửa bắt tay cấp cử lên. Hướng dẫn du lịch cười nói, nếu mọi người đều muốn nghe ta đây liền tiếp tục giảng bất quá hướng dẫn du lịch chỉ vào ngoài cửa sổ nói chúng ta đã mau đến khách sạn chờ đến đại gia ăn cơm chiều lúc sau ta lại cho các ngươi giảng mặt sau chuyện xưa đại gia trước xuống xe tìm phòng ta thuận thế hướng cửa sổ xe phía trước nhìn lướt qua xe buýt quả nhiên sắp chạy đến khách sạn ta cấp dịp dương đệ một cái ánh mắt làm hắn nhìn phong nếu hành ta cùng lâm chiếu trước một bước xuống xe đi lấy hành lý ta đôi mắt vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm cái kia bò ra người tới trương gia thẳng đến trên xe hành khách đều đi hết, cũng không gặp có người đi chạm vào cái rương kia. Cái rương kia, chẳng lẽ là từ Ngọc Long bọn họ mang lại đây đồ vật? Bọn họ mang theo một cái trộm môn người trong làm gì? Ta vốn dĩ muốn tìm hướng dẫn du lịch hỏi một chút, nàng lại trước một bước vào khách sạn, ta cũng chỉ có thể đi theo nàng đi vào khách sạn. Chờ chúng ta vào phòng, ta lập tức hướng phong nếu hành hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không giúp chúng ta trắng tay? Phong nếu hành lắc đầu nói, ta không phải mệnh sư, ngăn không được tay ta chỉ là thấy trên xe đại bộ phận người trên người đều mang theo huyết quang, mới bắt đầu đuổi đi người. Ta truy vấn nói, từ Ngọc Long kia đám người, cũng mang theo huyết quang. Không phải. Phong nếu hành lắc đầu nói, chỉ có một nửa nhân thân thượng có huyết. Ta hơi hơi cho mày đầu, lâm chiếu, trong chốc lát ăn cơm thời điểm, ngươi nghĩ cách đem tất cả mọi người chụp được tới, chi trần sơ vũ, làm nàng vô luận như thế nào cũng đến tìm được những người này tư liệu. Ta tổng cảm thấy, chúng ta hình như là lậu điểm cái gì. Chương 1123, ta không muốn chết. ăn cơm phía trước, ta vẫn luôn đều ở hồi tưởng này dọc theo đường đi sự tình. ta phát hiện trên xe du khách, tự hồ đối ngoài cửa sổ phong cảnh không thế nào cảm thấy hứng thú, dọc theo đường đi cơ bản không ai hướng bên ngoài xem, càng không có người chụp ảnh. hơn nữa, xe buýt tại đây dọc theo đường đi cũng không đình quá, không có cái nào hướng dẫn du lịch sẽ như vậy mang đoàn. này liền thuyết minh, vô luận là du khách, vẫn là hướng dẫn du lịch, tâm tư đều không ở du lịch thường. này đó du khách, hẳn là rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì lại muốn làm cái gì nếu ta suy đoán thành lập như vậy hướng dẫn du lịch chuyện xưa cũng không phải tùy tiện nói nói mà thôi nàng chuyện xưa có thể khiến cho du khách lớn như vậy hứng thú thuyết minh cái kia chuyện xưa mới là bọn họ lữ hành mấu chốt cái kia chuyện xưa ta cũng nghe nhưng ta vẫn luôn không có nghe được chuyện xưa có cái gì vấn đề duy nhất coi như manh mối chính là cái kia không thể hiểu được xuất hiện cao tăng miếu cùng chùa cũng không tương đồng trong miếu cung thần trong chùa cung phật chuyện xưa người như thế nào sẽ đi trong miếu tìm cao tăng. Càng quan trọng là, hướng dẫn du lịch kể chuyện xưa thời điểm, dùng một câu cao tăng quả nhiên tới. Này thuyết minh, nam nhân kia ở lên núi phía trước, cũng không xác định chính mình có thể tìm được cao tăng. Hướng dẫn du lịch lại nói, nam nhân kia ở trong miếu thượng hương, hứa nguyện. Này không phải là là nói cho du khách, trên núi kia tòa miếu chỉ là một cái liên lạc địa điểm sao. Này cùng trên giang hồ thuê tẩn tiên sinh, phương thức rất giống. Ẩn tiên sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân, không muốn cùng cố chủ gặp mặt, cố chủ hoặc là là chỉ có thể nhìn thấy người trung gian hoặc là chính là ở người chỉ điểm dưới đem giá cùng yêu cầu lưu tại chỗ nào đó chờ ẩn tiên sinh đi lấy đối phương làm sự tự nhiên sẽ đi tìm cố chủ thu trướng quá khúc trong núi duy nhất có thể ra tăng nhân địa phương chính là thiết ngói chùa ta đại khái loát thuận hướng dẫn du lịch chuyện xưa cũng tới rồi ăn cơm thời gian chờ chúng ta tới rồi nhà ăn lúc sau lại thấy từ ngọc long bọn họ ngồi ở góc trên bàn đối phương hiển nhiên cũng thấy chúng ta lại không ai lại đây cùng phong nếu hành chào hỏi Phong nếu hành mới vừa cho mày đầu, đã bị ta cấp ấn trở về, thuật sĩ không cứu tìm chết người, ngươi nên làm đều đã làm, dư lại sự tình liền chờ bọn họ chính mình giải quyết đi. Lâm Chiếu cũng truyền âm nói, ngươi xem này đó du khách, bọn họ giống như đều đang đợi chuyện xưa. Ta lúc này mới hướng nhà ăn nhìn lướt qua. Sở hữu du khách đều ở đằng kia dùng sức hướng trong miệng đưa cơm, bọn họ tự hồ không thèm để ý ăn chính là cái gì, cũng không thèm để ý đồ ăn là cái gì hương vị, chỉ là tưởng đem cơm nhanh lên ăn xong mà thôi chờ đến lạc đũa thanh âm liên tiếp vang lên tới khi hướng dẫn du lịch cũng từ bên ngoài đi đến lâm chiếu thấp giọng nói hướng dẫn du lịch là từ bên ngoài trở về ta vừa rồi ở khách sạn tìm một vòng cũng không nhìn thấy nàng ở đâu lâm chiếu nói mới vừa nói xong hướng dẫn du lịch liền lập tức đi tới nhà ăn sân khấu phía trước cầm lấy microphone mọi người đều sốt ruột chờ đi ta đây liền tới cho các ngươi giảng dư lại chuyện xưa nam nhân kia không đành lòng nhìn thê tử liền như vậy ly chính mình mà đi liền đau khổ cầu xin cao tăng cứu cứu hắn lão bà Cao Tăng nói cho hắn, số trời chú định muốn ở nào đó thời gian, nào đó địa điểm chết một người, liền vô pháp lại đi sửa đổi. Ngươi đã sống sót, liền không cần xa cầu quá nhiều. Chính là, nam nhân kia không tin này đó. Hắn cảm thấy, Cao Tăng nhất định có đẹp cả đôi đàn biện pháp, liền vẫn luôn cầu xin Cao Tăng cứu người. Cao Tăng thật sự không có cách nào, liền đối hắn nói, ngươi tưởng cứu lão bà ngươi, phải đi đem nàng linh hồn nhỏ bé cấp mang về tới. Nhưng là, chết quá một lần người, ý tưởng đã cùng ban đầu bất đồng, nàng có thể hay không cùng ngươi trở về, còn rất khó nói. Nam nhân kia lại không tin này đó, vừa nghe có biện pháp cứu hắn lão bà, liền hỏi đi chỗ nào mới có thể đem nàng linh hồn nhỏ bé cấp tìm trở về. Cao Tăng nói cho hắn, ngươi vẫn là đi lạc thạch nơi đó tìm đi. Lão bà ngươi tìm không thấy về nhà lộ, còn sẽ tới nguyên lai địa phương. Bất quá, ngươi phải cẩn thận. Người nọ vào lúc ban đêm liền cầm đuốc, dựa theo đường cũ tìm qua đi. Chờ hắn đi đến vách núi phía dưới thời điểm, quả nhiên xa xa thấy chính mình lão bà ăn mặc một bộ màu đỏ quần áo, ngồi sổng giữa không trung. Người nọ không hề nghĩ ngợi, liền cầm đuốc đi phía trước chạy, một bên chạy, còn một bên kêu hắn lão bà tên. Chờ hắn đuổi tới trước mặt, kia nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới, liệt miệng đối nam nhân cười nói, ta không muốn chết. Nam nhân nghe xong chính là sửng sốt. Công kia nữ nhân lại nói nói, ngươi hướng lên trên nhìn xem, ta trên đỉnh đầu là cái gì? Nam nhân đem cây đuốc hướng lên trên nhất cử, mới thấy nữ nhân trên đầu vẫn luôn đỉnh một cục đá hắn còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra, đối phương đỉnh kia tảng đá liền tạp xuống dưới, đương trường đem hắn tạp đến vỡ đầu chảy máu, chết oan chết uổng. Ngày hôm sau, nữ nhân kia quả nhiên sống lại. Nhưng nàng lại không hướng dốc đá tử bên kia đi, mà là cho cao tăng một số tiền, làm hắn đem chính mình nam nhân thi thể cấp kéo trở về. Còn cố ý dặn dò cao tăng, nếu kia nam nhân đầu không toái, vậy nhiều tạp vài cái. Kết quả, cao tăng ở sắp thiên, hắc thời điểm, cho nàng kéo trở về một khối đầu bị tạp đến hy toái thi thể hướng dẫn du lịch cười nói, ta chuyện xưa nói xong. Đại gia vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, ta sẽ mang theo đại gia tiếp tục du lãm quá khúc vùng núi. Hướng dẫn du lịch đi rồi, cả tòa nhà ăn lại trở nên lặng ngắt như tờ. Qua một hồi lâu, mới có người đứng lên, không nói một lời lại như là tâm sự nặng nề rời đi nhà ăn. Chương 1124, nhất thích hợp lý do. Ta cấp dịp dương đệ một cái ánh mắt, lại thấp giọng hướng phong nếu hành nói, phong nếu hành, ngươi đi tìm từ gia người, hỏi bọn hắn vì cái gì trở về ta cùng Diệp Dương đuổi theo hướng dẫn du lịch vào khách sạn hành lang, lại thấy đối phương đứng ở toilet cửa, đối với chúng ta hai cái quỷ dị cười, liền đi vào. Ta cùng Diệp Dương đồng thời truy tiến toilet, đóng lại đại môn, Diệp Dương trực tiếp bảo vệ cho cửa, ta lại nhìn về phía trong phòng vệ sinh cách gian. Muốn nói, địa phương nào dễ dàng nhất nháo quỷ, VWC khẳng định là một trong số đó. VWC vốn chính là dơ bẩn chi khí tụ tập nơi, hơn nửa người ở ngồi sổng xuống lúc sau, trên đỉnh đầu hỏa sẽ tùy theo hạ thấp, bị dơ bẩn chi khí ngăn chặn, cho nên VWC giữa càng dễ dàng gặp quỷ. Phương Bắc một ít địa phương, còn có thượng VWC không thể ca hát, không thể nói chuyện cách nói, ở trong VWC một mở miệng là có thể bị thương nguyên khí. Nếu đem cái này cách nói phóng tới thuật trên đường, đó chính là sợ người dương khí trôi đi quá nhiều, ngẩng đầu thời điểm dễ dàng thấy trước người đứng người. Ta bước chân mới vừa vừa đứng ổn, liền thấy VWC cách gian đại môn, nhẹ nhàng chấn động một chút. Đây là có người ở bên trong đẩy cửa, cũng là ở nhắc nhở ta, nàng liền ở bên trong ta chậm rãi đi đến cách gian cửa, ngươi đang đợi ta. Hướng dẫn du lịch thanh âm cũng truyền ra tới, ngươi tới tìm ta cũng vô dụng. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên đi. Ta nhịn không được hơi hơi cho mày đầu, nhiệm vụ của ngươi là đem người đưa đến vùng núi. Hướng dẫn du lịch nói, ngươi không cần tới bộ ta nói, ta có thể nói nói, cũng liền dư lại này vài câu. Ta cuối cùng tưởng nói cho ngươi, ngươi tồn tại, ngươi liền phải đi tìm chết người. Ta nào nào chi gian, cách gian bỗng nhiên không có động tĩnh ta bay lên một chân đá vào trên cửa, đại môn hướng vào phía trong rộng mở chi gian, ta cũng thấy ngồi ở trên bồn cầu hướng dẫn du lịch. Đối phương như cũ vẫn duy trì lễ phép tính miễn cười, người cũng đã không có hô hấp. Diệp Dương đi lên lui tới thi thể cổ phía dưới ấn một chút, trở tay theo thi thể lỗ tai hướng nàng trên đỉnh đầu sờ soạn qua đi. Diệp Dương ngón tay vói vào thi thể tóc lúc sau, ngón tay hướng vào phía trong bỗng nhiên buộc chặt lại nhẹ nhàng hướng lên trên nhắc tới, ngạnh sinh sinh từ thi thể trên đỉnh đầu rút ra một nửa cái đinh. Cùng lúc đó, thi thể bỗng nhiên mở hai mắt, máu tươi cũng từ nàng thất khiếu giữa lưu lạc mà ra. Diệp Dương trầm giọng nói, ta biết, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Này căng cái đinh, ta vô luận rút cùng không rút, ngươi đều đến hồn phi phách tán. Ngươi chỉ có không đến một phút thời gian, ngươi muốn nói cái gì, mau nói. Thi thể chấp chớp mắt, cuối cùng chỉ nói ra bốn chữ, ta hảo hối hận. Đối phương tiếng nói vừa dứt, máu tươi liền theo nàng khóe mắt tung tóe mà ra. Diệp Dương một tay ra bên ngoài nhắc tới, liền đem năm tấc dài ngắn cái đinh, sinh sôi từ thi thể trên đầu túng ra tới, liên quan cũng dời ra hướng dẫn du lịch hồn phách diệp dương nhìn treo ở thi thể thượng quỷ hồn lạnh giọng quát hỏi nói ngươi bây giờ còn có nói chuyện cơ hội ngươi ta hảo hối hận quỷ hồn trong mắt tích ra hai hàng nước mắt lúc sau hồn phách đương trường băng tán đạm lục sắc lân hỏa rơi rụng trên mặt đất khi ta mới thấy diệp dương trong tay đinh sắt thượng kỳ thật còn mang theo một chút công câu có người cố ý đem cái đinh trước tim bẻ thành móc hình dạng lúc sau mới xin sôi đinh vào đối phương đầu chỉ cần có người đi lấy cái đinh là có thể câu ra đối phương hồn phách Diệp Dương nhìn về phía còn không có tiêu tán lân hỏa nói, lân hỏa nhan sắc đã phai nhạt, thuyết minh nàng hồn phách đã sớm đã chịu bị thương nặng. Xuống tay người, chưa cho nàng lưu bao nhiêu thời gian. Ta lầu bầu nói, kỳ quái, xuống tay người rốt cuộc là muốn làm gì? Đi về trước tìm phong nếu hành. Diệp Dương nói, thi thể đâu? Thi thể liền đặt ở nơi này. Lâm chiếu nơi đó không phải có truy tung cổ sao? Thi thể chạy không được. Ta tiếp đón Diệp Dương một tiếng lập tức quay trở về phòng phong nếu hành cùng lâm chiếu đã chờ ở nơi đó phong nếu hành thấy ta liền nói từ ngọc long tự xưng chính mình trở về mục đích là vì lấy được ta tha thứ nhưng là ta cảm thấy hắn nói có hơi nước ta nhíu mày nói ngươi cùng ngươi cái kia từ gia bằng hữu liên hệ quá không có không có phong nếu hành đạo ta muốn đuổi đi đi từ ngọc long cũng không phải ta ở sinh khí nếu ta liên hệ thượng đồ đồ từ ngọc long sẽ đã chịu rất nghiêm trọng xử phạt chẳng sợ hắn là đồ đồ thương yêu nhất cháu trai cũng không được ta nhìn về phía phong nếu hành đạo ngươi là nói ngươi đã sớm biết từ ngọc long là ai phong nếu hành gật đầu nói ta tuy rằng chưa thấy qua từ ngọc long lại luôn là nghe đồ đồ nhắc tới hắn nói hắn là từ gia nhất có tiền đồ hậu bối đồ đồ vì từ gia vẫn luôn chưa lập gia đình cũng đem từ ngọc long trở thành chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng cho nên ta mới có thể ở nhận ra đối phương lúc sau trước tiên muốn đem hắn đuổi đi ta nhíu mày nói nói như vậy nói từ ngọc long cũng nên đã sớm nhận ra ngươi đã đến rồi hắn vẫn luôn trang không biết ngươi là ai vì chính là còn có thể phản hồi quá khúc sơn ngươi bị lừa phong nếu hành nghi hoặc nói nếu từ ngọc long sáng sớm liền cùng ta tương nhận không phải càng có lý do đi theo chúng ta cùng nhau vào núi sao ta lắc đầu nói ngươi nói sai rồi hắn biết dựa theo bối phận hắn là ngươi tiểu bối ngươi sẽ không làm hắn đi theo cùng nhau phạm hiểm nhất định sẽ đuổi hắn đi hơn nữa hắn cũng có không thể cho ai biết bí mật chỉ có va chạm đến ngươi hắn mới có thể tìm được nhất thích hợp lý do trở về chương 1125, lựa chọn. Phong nếu hành nghi hoặc nói, lời này là nói như thế nào? Ta trầm giọng nói, ta vẫn luôn tưởng, hướng dẫn du lịch cái kia chuyện xưa đến tột cùng là có ý tứ gì? Thẳng đến hướng dẫn du lịch tán hồn thời điểm, ta mới suy nghĩ cẩn thận cái kia chuyện xưa đến tột cùng là có ý tứ gì? Cái kia chuyện xưa, kỳ thật chính là đang nói, lựa chọn, một loại có thể hối hận lựa chọn. Chuyện xưa, nam nhân kia đã tới rồi trốn không thoát thiên mệnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ nông nổi. Hắn thê tử, khiến tế chính mình thấy hắn mà chết, nam nhân kia mới sống lại đây. Nhưng là hắn thê tử đổi ý, không nghĩ thấy hắn đã chết. chờ hắn trở về thời điểm, nữ nhân không chỉ có muốn hắn mệnh, hơn nữa chặt đứt hắn chết mà sống lại khả năng. Các ngươi nghe xong câu chuyện này có phản ứng gì? Lâm chiếu nói không có gì cảm giác a. À. Chính là đương chuyện xưa nghe xong. Đối, ta gật đầu nói chính là những cái đó du khách đâu. Bọn họ vì cái gì đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng thật lâu đều không nói một câu. Muốn ta xem ra, cái kia chuyện xưa không có bất luận cái gì sức cuốn hút, cũng sẽ không dẫn phát người nghe cộng minh. Duy nhất giải thích chính là, những cái đó người nghe đem chính mình trở thành chuyện xưa người. Bọn họ tới quá khúc sơn chính là vì mạng sống, đồng dạng cũng là vì làm người thế bọn họ đi tìm chết. Ta nói tới đây ngừng một chút nói, các ngươi có hay không phát hiện, nếu không tính hướng dẫn du lịch cùng tài xế, người trong xe số, hẳn là vừa lúc là nam nữ một nửa. Này bất chính hảo cùng chuyện xưa người tương tự sao? lâm chiếu nói ngươi là nói bọn họ mỗi người đều có không thể cho ai biết mục đích đều là muốn đem chính mình bạn lữ cầm đi hiến tế ta gật đầu nói hiện tại chỉ có cái này giải thích mới có thể nói được thông lâm chiếu nói chính là hiện tại hướng dẫn du lịch đã chết chúng ta đi chỗ nào tìm kia tòa miếu đi tìm từ ngọc long ta nhìn về phía phong nếu hành đạo ngươi hậu bối ngươi quyết định như thế nào làm cùng đi phong nếu hành cái thứ nhất đi ra phòng Chúng ta đoàn người theo sát ở nàng phía sau đi tới Từ Ngọc Long phòng cửa. Phong nếu Hành còn không có tới kịp gõ cửa, ta liền nghe thấy được Từ Gia khắc khẩu thanh. Đầu tiên là Từ An An ở trong phòng hô, "Ca, ta chính là không rõ, ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi Phong nếu Hành? Còn không phải là một cái mượn mệnh người sao? Chúng ta lại không phải chưa thấy qua mượn mệnh người, có cái gì sợ quá?" Từ Ngọc Long cũng có chút bực bội, "Ngươi còn muốn ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần? Ta sợ không phải Phong nếu Hành là gia chủ?" gia chủ cùng phong nếu hành chi gian là sinh tử chi giao, nàng cũng lần nữa cường điệu, không có phong nếu hành liền không có từ gia. Ngươi muốn cho ta thế nào? Đi đắc tội phong nếu hành, sau đó, chúng ta đều chịu gia chủ xử phạt sao? Từ an an kích động nói, gia chủ làm sao vậy? Gia chủ cũng không thể không nói lý đi. Ta đắc tội phong nếu hành những người đó, là ta sai sao? Rõ ràng chính là bọn họ khi dễ một cái lão nhân gia, ta còn không thể rút đau tương trợ sao? Từ Ngọc Long nói, ta chưa nói ngươi làm không đúng chính là, phong nếu hành giang hồ địa vị bãi tại nơi đó. Luận tu vi, chúng ta đánh không lại bọn họ, luận địa vị, bọn họ cao hơn chúng ta nhiều như vậy. Cầu gia tộc, gia chủ chỉ có thể xử phạt chúng ta. Ta không trở lại xin lỗi có thể hành sao. Ta mặc kệ. Từ an an kêu lên, ta không cần loại này vân vân dạ dạ, yếu đuối dễ khi dễ ca. Ngươi không dám tìm phong nếu hành lý luận, ta dám đi. Ngươi trở về, từ Ngọc Long muốn cản hắn muội muội lại một cái không ngăn lại, làm đối phương túng khai cửa phòng từ An An cũng vừa lúc cùng chúng ta chạm vào một cái mặt đối mặt. Đối phương đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nói, các ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm các ngươi. Lăng. Ta giơ tay đem từ An An cấp trắng một bên, lập tức hướng trong phòng đi qua. Bị ta đẩy đến một bên từ An An còn không có phản ứng lại đây, đã bị lâm chiếu cấp bóp lấy cổ, Diệp Dương cũng tùy tay đóng lại cửa phòng, ôm bả vai ỉ ở trên cửa. Từ Ngọc Long lúc này mới phản ứng lại đây, phong tiền bối, các ngươi. Phong nếu hành long sống xong nhận đồng thời ra khỏi vỏ, một đao đặt tại từ ngọc long trên cổ, quỳ xuống. Bị lâm chiếu bóp lấy cổ từ an an, gian nan hô lên mấy chữ tới, không. Không thể. Quỳ. Lâm chiếu năm ngón tay lại lần nữa hướng trong vừa thu lại, sinh sôi đem nàng lời nói cấp thác trở về. Từ ngọc long trầm giọng nói, phong tiền bối, ngươi có chuyện gì đối với ta tới, đừng làm khó dễ an an. Ta cười như không cười đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, Phong nếu hành một tay bắt lấy từ Ngọc Long đầu tóc, mạnh mẽ đem hắn cấp ấn ở trên bàn. Ta nhìn mặt đỏ tai hồng từ Ngọc Long nói, không tồi sao. Huynh muội tình thâm sao. Bất quá, ngươi nếu như vậy đau lòng ngươi muội muội, như thế nào không nói cho nàng, ta đánh người là ai. Ta nhìn về phía từ An An nói, cái kia ngốc nữ, ngươi ca liền không nói cho ngươi, ta trừ cái kia lão nhân là cái dao người sai vặt sao. Lâm chiếu thoáng buông lỏng tay, từ An An liền lạnh lùng nói, các ngươi này đó giang hồ nhân vật thành danh, sợ chính mình khi dễ lão nhược sự tình truyền ra đi, lại đây xuống tay uy hiếp sao? Đầu óc hỏng rồi. Tiếp theo bóp. Đừng làm cho nàng nói chuyện. Ta cúi đầu nhìn về phía từ Ngọc Long nói, tiểu tử, ngươi muội muội là cái ngốc tử, ngươi không phải. Ngươi tưởng đem cái kia ngốc nữ lừa đến trên núi hiến tế cấp quỷ thần, đó là chuyện của ngươi nhi. Ta nói chuyện thời điểm, vẫn luôn ở quan sát đến từ Ngọc Long biểu tình, chờ ta nói đến hiến tế thời điểm, đối phương sắc mặt quả nhiên biến đổi. Chương 1126, tế phẩm. Ta thấy từ Ngọc Long phản ứng, lập tức hỏi, ta vô tâm tình quản các ngươi từ gia nhàn sự nhi. Ta chỉ muốn biết, quá khúc sơn hiến tế bí mật là cái gì? Từ Ngọc Long dãy dụ nói, ta nghe không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Xem ta đôi mắt. Ta trong mắt bỗng nhiên huyết quan bạo khởi, từ Ngọc Long cùng ta bốn mắt nhìn nhau chi gian, ánh mắt cũng là một trận mờ mịt, ta bay nhanh mà lấy ra vân thường luyện chế bí dược, trực tiếp nhét vào từ Ngọc Long trong miệng. Vân thường trước kia làm ta sợ nói, nàng luyện thành, nói thật hoàng kỳ thật, vẫn luôn cũng chưa có thể thành công. Thẳng đến Trần Sơ Vũ tới lúc sau, nàng mới cùng Trần Sơ Vũ cùng nhau luyện thành, nói thật hoàng, bất quá, loại này đang dược chỉ có ở ta quỷ đồng thuật phối hợp hạ, mới có thể phát huy uy lực. Ta xem thời gian không sai biệt lắm, làm phong nếu hành buông ra đối phương. Ta mở miệng nói, từ Ngọc Long, ta hỏi ngươi, các ngươi vì cái gì muốn tới quá khúc sơn? Vì. Vì hiến tế. Từ Ngọc Long thanh âm rơi xuống, từ an an nước mắt tức khắc chảy xuống dưới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình ca ca đi vào quá khúc sơn, thật là vì hiến tế cầu thần. Ta cười lạnh một tiếng, lại cấp đối phương bổ thượng một câu nói, ai là tế phẩm? Lại vì cái gì muốn hiến tế? Làm ta không nghĩ tới chính là, Từ Ngọc Long thế nhưng nói ra như vậy một câu tới, ta là tế phẩm. Hiến tế ta, vì cứu An An. Ta chính tò mò giang, Từ Ngọc Long nói, An An thời gian còn lại không nhiều lắm, trừ bỏ hiến tế, ta nghĩ không ra biện pháp khác cứu nàng. Ta cấp Lâm Chiếu đệ một cái ánh mắt người sau lại hơi hơi lắc lắc đầu. Nàng ý tứ là, chính mình nhìn không ra tới, từ an an còn có thể sống bao lâu. Ta rơi vào đường cùng đành phải bác thông tàng thiên cơ điện thoại. Tàng thiên cơ mới vừa tiếp điện thoại còn thật cao hứng, ngươi như thế nào có rảnh liên hệ ta. Chờ ta nói một câu, làm ngươi giúp ta tính một người còn có thể sống bao lâu. Tàng thiên cơ tức khắc nổi trận lôi đình, ngươi tìm ta chính là vì như vậy thí đại chuyện này như sao. Ta đường đường thiên mệnh sư giúp ngươi tính một người còn có thể sống bao lâu. Ngươi cho ta là cái gì? ta tức khắc ngốc, đây là tình huống như thế nào? Phong nếu hành nghiêng con mắt nhìn ta liếc mắt một cái, truyền âm nói, nói ngọt điểm. Ta không có biện pháp chỉ có thể nói, thiên cơ muội muội, ta biết chuyện này không lớn, chính là, trừ bỏ ngươi, ta cũng không tin được khắc mệnh số sư không phải. Ta tổng không thể đem chính mình mệnh, đè ở một cái không thân nhân thủ đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tàng thiên cơ khẩu khí quả nhiên hòa hoãn không ít, hành, ngươi khai video, làm ta xem một chút người kia ta mở ra video nhắm ngay từ An An. Tàng Thiên Cơ lúc ấy liền cho mày đầu, cứng quá mệnh cách. Người này trời sinh mệnh ngạnh, nếu không cho nàng sửa mệnh, năm phục trong vòng thẳng thân tất cả đều đến bị nàng cấp khắc chết. Từ nàng tình huống hiện tại thượng xem, bên người nàng thẳng thân hẳn là dùng nào đó bí thuật, bảo vệ chính mình tánh mạng. Nếu, nàng khắc không được người bên cạnh, khi nàng cũng chỉ có thể khắc chính mình. Cho nên, nàng sống không quá tháng sau. Nguyên lai like là như thế này. Khó trách ta từ trên người nàng nhìn không tới bệnh trạng lại có người nói, nàng sắp không được. Ta nói chuyện chi gian, di động không tự giác mà lắc lư một chút, tàng thiên cơ lại ở bên kia nói, Lý Phách, ngươi chạy đến địa phương nào đi. Ngươi phụ cận mệnh số như thế nào sẽ trở nên hỗn độn không rõ. Không, ta vừa mới nói một cái, không tự, tàng thiên cơ liền giận dữ hết, ngươi cho ta nói thật, bằng không, về sau đừng tìm ta hỗ trợ. Ta chạy nhanh nói, ta ở quá khúc sơn, muốn tìm thiết ngói chùa. Hiện tại còn không có mặt mày. Tàng thiên cơ thấp giọng nói, nguyên lai like là như thế này khó trách ngươi bên người thiên cơ hỗn loạn, còn giấu giếm sát khí. Ngươi lấy một thứ ra tới, nói muốn tặng cho ta, nhanh lên. Ta có điểm không thể hiểu được nhìn về phía phong nếu hành, người sau lại cười tủm tỉm mà gật đầu. Ta đưa tàn thiên cơ đồ vật. Ta trên người trừ bỏ đao, chính là chủy thủ, ám khí, lại chính là hoàng hương, tiền giấy, cũng không có gì có thể đưa nữ hài đồ vật a. À. Ta tổng không thể đi hoàng hương lấy ra tới, nói muốn tặng cho tàn thiên cơ đương lễ vật đi. Ta đang ở khó xử thời điểm, Lâm Chiếu vẻ mặt kinh thường mà cho ta ném lại đây một cái vòng cổ, tân, ta còn không có mang quá, ngươi trong chốc lát đem tiền thanh toán. Đủ huynh đệ, đem tùy thân tán gái đồ vật đều cho ta. Ta chạy nhanh cầm vòng cổ nói, thiên cơ muội muội, này vòng cổ tặng cho ngươi. Con. Tàng thiên cơ nói, hiện tại, ngươi đem vòng cổ đưa ta, đó chính là ta đồ vật. Nhớ rõ trở về thời điểm, cho ta mang lại đây. Hiện tại, ngươi đem vòng cổ bên người phóng, không cần mang lên, tri kỷ khẩu phóng là được yêu cầu ta thời điểm, ấn vòng cổ mặt niệm tên của ta, ta giúp ngươi suy đoán thiên cơ. Ngươi nhớ kỹ, ta này không phải ở giúp ngươi, mà là ta chính mình cũng đối thiết ngói chùa cảm thấy hứng thú. Thiết ngói trong chùa nếu là có thứ tốt, cũng đến tính ta một phần. Khẳng định không thành vấn đề. Ta cười nói, thực sự có thứ tốt, ta nhất định đóng gói cấp muội tử đưa qua đi. Ta bên này treo lên điện thoại, lại lần nữa nhìn về phía từ Ngọc Long, ngươi là phải cho từ An An sửa mệnh, vẫn là muốn giúp nàng vượt qua sinh tử kiếp. Từ Ngọc Long nói, có thể sửa mệnh tốt nhất, không đổi được, ta cũng nguyện ý đổi nàng 10 năm. Phong nếu hành lúc này mới thở một hơi dài, đồ đồ, không nhìn lầm người. Ta tiếp tục hỏi, từ an an cùng chúng ta nổi lên xung đột, ngươi vì cái gì không nói cho nàng chân tướng. Chương 1127, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Từ Ngọc Long nói, ta tưởng bức lộ tin tiền bối. Các ngươi bốn cái trên người đều không có huyết y, thuyết minh, các ngươi cũng không phải lại đây hiến tế, mà là ở chấp hành nhiệm vụ gia chủ mấy năm nay vẫn luôn ở chú ý phong tiền bối, nàng biết, phong tiền bối là hai giới đường tam đương gia. Ta cũng rất rõ ràng hai giới đường thực lực, các ngươi theo vào vùng núi, ta khả năng liền cái gì đều làm không được. Ta biết, phong tiền bối đã từng hứa hẹn quá gia chủ, sẽ không dễ dàng thương tổn từ gia đệ tử. Cho nên, ta chỉ có thể nghĩ cách bước nàng đi. Ta tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào biết quá khúc trong núi có thể cứu chữa ngươi muội muội biện pháp? Bởi vì ta thu được quá một phong thơ. Từ Ngọc Long nói, lá thư kia, lúc ấy không thể hiểu được mà xuất hiện ở ta hộp thư. Tinh thượng nói muốn cứu An An, liền cùng du lịch đoàn đến quá khúc trong núi. Tìm được thần tăng là có thể cứu mạng. Ta nghi hoặc nói, ngươi tin tưởng lá thư kia. Ta biết, thuật sĩ sẽ không dễ dàng tin tưởng một ít không thể hiểu được đồ vật. Bởi vì thuật sĩ bản thân liền dùng quán giang hồ xiết, có một số việc bọn họ chính mình liền sẽ chơi, lại như thế nào sẽ dễ dàng mắc mưu. Từ Ngọc Long nói, ta ngay từ đầu cũng không tin. Chính là cùng loại tin, lại lần lượt xuất hiện ở ta trên bàn. Hơn nữa, tin thượng nội dung mỗi một lần đều là làm ta đi làm lựa chọn. Khi hai loại lựa chọn trước nay đều là, một loại đối ta có lợi, một loại đối ta bất lợi. Mà ta mỗi lần lựa chọn lúc sau, tin thượng sự tình đều sẽ thực hiện. Ta cũng liền tin. Ta cuối cùng một lần nhận được phong thư là một quyển du lịch sổ tay, mặt trên nói, làm ta mang theo nó tới quá khúc sơn, đi theo du lịch đoàn đi, như vậy ta là có thể đạt tới ta mục đích. Ta trầm giọng nói, sổ tay ở địa phương nào? Ở ta trong túi từ Ngọc Long chỉ chỉ chính mình túi. Ta thuận tay đem du lịch sổ tay cấp rút ra, chờ ta phiên đến du lịch những việc cần chú ý thời điểm, mặt trên như vậy viết nói, không cần đánh mất sổ tay, sổ tay quan hệ đến các ngươi có phải hay không có thể hoàn thành lữ hành. Những việc cần chú ý như sau. Đệ nhất, gặp gỡ bất luận cái gì sự tình đều không cần kinh ngạc, bất luận cái gì kỳ quái, khủng bố sự tình, đều biểu thị các ngươi lữ hành bắt đầu. Đệ nhị, chú ý người bên cạnh, đưa ngươi nhìn đến bọn họ quần áo biến hồng thời điểm, các ngươi chi gian lựa chọn liền chính thức bắt đầu rồi. Ta trầm giọng nói, Lâm Chiếu, nhìn xem từ an an trên người có hay không sổ tay. Lâm Chiếu vào từ an an trên người tìm kiếm nửa ngày, lắc đầu nói, không có. Không đúng. Lữ hành đoàn người, trừ bỏ chúng ta bốn cái ở ngoài, mọi người quần áo đều biến đỏ. Này thuyết minh, bọn họ mỗi người đều là vận mệnh lựa chọn tham dự giả, không ai có thể chạy ra cái này lựa chọn. Ta một lần nữa nhìn về phía từ Ngọc Long, sổ tay những việc cần chú ý có này hai điều sao? từ ngọc long nói hướng dẫn du lịch nói làm chúng ta thời khắc chú ý du lịch sổ tay mặt trên những việc cần chú ý tùy thời đều sẽ thay đổi ngươi có thể tin tưởng cũng có thể không tin ta lại lần nữa nhìn về phía sổ tay khi mặt trên đã xuất hiện đệ tam điều hạng một công việc đệ tam không cần hoàn toàn tin tưởng bất luận cái gì một người mỗi người đều có chính mình tác dụng đương hắn nhiệm vụ hoàn thành khi hắn đem biến mất cho nên thỉnh không cần tin tưởng có người có thể bồi ngươi đi đến cuối cùng ta ngẩn đầu nhìn về phía phong nếu hành đạo hướng dẫn du lịch đã chết, tài xế còn ở, như vậy nói, tài xế nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ta nói chưa nói xong, liền nghe thấy khách sạn truyền đến một tiếng thét chói tai, có người đã chết. Mau báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát A. Ta cùng Diệp Dương đối diện Chi Giang, đồng thời chạy ra khỏi phòng, ta vừa đến hành lang liền cách cửa sổ thấy treo ở trong hoa viên tài xế. Bị dọa đến thét chói tai người, hiển nhiên không ở chúng ta du lịch trong đoàn. Ta đối lâm lẽ ra nói, các ngươi xem trọng bên này, ta đi xuống nhìn xem. Ta cùng Diệp Dương bước nhanh chạy tới dưới lầu hoa viên, nơi đó chỉ có một khối treo ở không trung thi thể cùng một cái sợ tới mức ngồi dưới đất trung bần bật nữ nhân. Ta đại khái nhìn thoáng qua thi thể bị treo lên độ cao, người nếu là không dẫm lên đồ vật, khẳng định nhảy không được như vậy cao. Lại nói, cũng sẽ không có người chạy lấy đà lúc sau, nhảy dựng lên thắt cổ. Ta tầm mắt lập tức đầu hướng về phía ngồi dưới đất nữ nhân, hắn là như thế nào thắt cổ. Nữ nhân ôm hai chân, đem đầu vùi ở hai điều cánh tay trung gian, thân hình cũng đang không ngừng run rẩy thuộc nói người trong đều biết, ở đêm hôm khuya khoác thấy một cái một mình ngồi dưới đất, cúi đầu phát trung nữ nhân, ngàn vạn đừng tưởng rằng nàng là ở khóc, là ở sợ hãi. Nói không chừng, nàng là ở cúi đầu cười trộn, bởi vì nàng con mồi đã tới. Ta trực tiếp ngồi xổm nữ nhân trước mặt nói, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Có thể. Nữ nhân kia nhỏ giọng mà nói, vừa rồi người kia là dẫm lên ta bả vai quải đến trên cây, ngươi nếu là tưởng treo lên đi nói, ta cũng có thể giúp ngươi. Nữ nhân nói lời nói chi gian trên vai bỗng nhiên lộ ra hai chân ấn đó chính là nàng đem người tấp đưa lên đi chứng minh nữ nhân cười nhẹ thanh âm cũng từ trên người nàng truyền tới không ai nói cho ngươi buổi tối không cần dễ dàng cùng người đáp lời đặc biệt không cần cùng nữ nhân dễ dàng đáp lời sao một nữ nhân làm ngươi ở buổi tối tiếp cận nàng nói không chừng là chuẩn bị muốn ngươi mệnh nói lời nói ngươi liền đi không được ta nhìn nữ nhân kia nói mỗi người đều có nhiệm vụ tài xế nhiệm vụ là đem chúng ta đưa đến nơi này tới nhiệm vụ của ngươi là cái gì chương 1128, tại hạ mạo phạm. Ngồi dưới đất nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên tới, ta nhiệm vụ là mang đi nên đi người. Ta thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, còn tưởng rằng chính mình nhìn đến chính là một tôn tượng đá, nữ nhân kia màu da cùng ven đường nham thạch giống nhau như đúc, ánh mắt của nàng cùng khóe miệng tuy rằng đều có thể biến hóa, trên mặt cơ bắp lại là chút nào bất động. Nữ nhân hắc hắc cười nói, ngươi cũng là, ta muốn mang đi người. Phải không? Ta cười nói, ta muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào dẫn ta đi? Không đến thời điểm. Nữ nhân khẽ lắc đầu nói, sinh có khi, chết có địa. Thời gian không đúng, địa điểm không đúng, ta không mang theo ngươi. Nhưng ta muốn mang ngươi. Ta tiếng nói vừa dứt, tay phải thượng truy hồn khóa bắn ra mà ra, bị chân khí banh thẳng xiền xích, giống như chày sắt điểm hướng đối phương ngực. Nữ nhân kia cũng ở một tiếng trầm vang dưới, bị truy hồn khóa cấp đã đảo ở trên mặt đất. Ta không cấm hơi hơi sửng sốt, một lần nữa nhìn về phía ngã trên mặt đất tử thi. Thi thể trên mặt cùng loại với thạch da nhan sắc cũng ở bay nhanh phai màu, không lâu lúc sau liền biến thành một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Vừa rồi cùng ta nói chuyện người đã chạy. Ta đứng lên nói, vừa rồi nữ nhân kia đến tột cùng là thứ gì? Nhìn không ra tới. Diệp Dương lắc đầu nói, ngươi rõ ràng đã dùng đánh hồn tiên, như thế nào không đem nàng từ thi thể thượng đánh ra tới. Xem ra, Diệp Dương cùng phán đoán của ta giống nhau, hắn cũng cảm thấy, vừa rồi là có quỷ hồn khống chế xác chết. Đi về trước. Ta đảo muốn nhìn, trong núi quỷ hồn chơi là cái gì đa dạng. Ta đứng lên đi trở về từ Ngọc Long phòng. Từ gia huynh mỗi lúc này đã ngồi ở cùng nhau, hai người như là vừa mới khóc một hồi. Từ An An thấy ta liền đứng lên thật sâu cúi một cung, Lý Đường chủ, thực xin lỗi ta. Không cần thiết xin lỗi. Ta giơ tay ngăn lại đối phương, ta xin ký, ngươi đã sớm đã chết. Ta hiện tại hỏi ngươi, đi theo các ngươi cùng nhau tới, đều là người nào? Bọn họ cũng nhận được du lịch sổ tay. Từ An An nói, cùng chúng ta tới người đều là chúng ta ngày thường ở bên nhau bạn chơi cùng. Không tính chúng ta huynh muội, tổng cộng là 6 cá nhân. Bọn họ vẫn luôn đối ta ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, chúng ta đến chỗ nào, bọn họ liền đến chỗ nào. Ca nói muốn mang ta đến quá khúc sơn du lịch, ta liền đem chuyện này nói cho bọn họ, kết quả bọn họ một hai phải theo tới, ca cũng đồng ý, bọn họ đều xuất thân từ giang hồ thế gia. Ân. Ừ. Ta khẽ gật đầu nói, Diệp Dương, phong nếu hành, các ngươi hai cái nhìn bọn họ, Lâm Chiếu cùng ta đi tìm người. Ta muốn tìm chính là cái kia giao môn đệ tử. Ta tổng cảm thấy người kia xuất hiện ở lữ hành trong đoàn, hẳn là còn có khác cái gì mục đích. Ta nhớ rõ, hướng dẫn du lịch phát phòng chìa khóa thời điểm, đem cái kia giao môn đệ tử an bài ở 407 phòng, nhưng hắn chủ động cùng người thay đổi một gian thủ cửa thang lầu phòng. Ta lên lầu thời điểm, cố ý nhìn cái kia phòng liếc mắt một cái. Cái kia phòng thiết kế phạm vào phong thủy thượng tối kỵ. Bình thường dưới tình huống, vô luận là nơi ở, vẫn là khách sạn, phòng đại môn đều không thể đối diện thang lầu liền tính là thật sự tránh không khỏi, cũng đến hoặc nhiều hoặc ít mà sai khai khoảng cách nhất định. Đại môn đối diện thang lầu, chẳng khác nào không hề che đậy mà làm bên ngoài, khí xông thẳng bên trong cánh cửa. Nói đơn giản, một đống trong lâu người sống người chết kỳ thật đều sẽ ở thang lầu thượng đi lại. Người sống ở thang lầu thượng đi, người trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, nhiều nhất là hai người đều bị dọa nhảy dựng. Gặp gỡ người chết ở đi thang lầu, ngươi dọa đối phương, hắn nói không chừng liền vào cửa. Nếu ai, mở cửa nhìn thấy thang lầu người trên ảnh, chợt lóe mà qua, ngực đi theo lạnh cả người, vậy thuyết minh, người đã đứng ở ngươi sau lưng. Đặc biệt là khách sạn loại này, người nhiều khí tạp địa phương, càng dễ dàng đem cái chết người cấp nên tiến vào. Không tin nói, ngươi trụ khách sạn thời điểm, có thể lưu tâm quan sát một chút, có phải hay không cùng ta nói giống nhau. Ta đuổi tới cái kia phòng thời điểm, cửa phòng đại môn đã mở ra một nửa, trong phòng lộ ra ánh sáng, rõ ràng không phải ánh đèn. Ta nghiêng thân mình hướng trong môn xem qua đi khi, lại thấy trên bàn một đoạn sát ong nến đỏ nên thần, sát ông ngên quỷ. Đối phương cố ý chọn như vậy cái địa phương, ở trong phòng điểm sát ông là muốn làm gì? Ta ý bảo lâm chiếu tiểu tâm lúc sau, chính mình đi vào trong phòng, ta nhìn đến lại là đặt ở trên bàn một cái phong thư, mặt trên viết, lý đường chủ, thân khải. Ta không khỏi hơi hơi cho mày đầu, cái kia lão nhân ở trên xe cùng ta đáp lời, là bởi vì hắn sớm biết rằng ta là ai. Ta rút ra giấy viết thư vừa thấy, mặt trên viết nói, lý đường chủ, tại hạ biết, ngươi nhất định sẽ đến tại hạ điểm này kỹ xảo giấu đến quá người khác không thể gạt được đường chủ chúng ta huynh đệ điểm này chút tài mọn làm đường chủ chê cười tự giới thiệu một chút tại hạ lão tẩu hút thuốc xuất thân vô hình trong trương chính là ta đồng môn sơn chuột chúng ta huynh đệ chuyến này là vì thiết ngói chùa tại hạ nếu nói thỉnh lý đường chủ dơ cao đánh khẽ làm ta huynh đệ làm thượng bút sinh ý đường chủ tất nhiên sẽ không đồng ý tại hạ cũng chỉ có thể mạo phạm lý đường chủ nói vậy không biết thiết ngói chùa chi lộ tại hạ biết cho nên Tại hạ liền không đợi đường chủ, nếu, đường chủ hơi mau một ít, nói không chừng còn có thể tại thiết ngói trong chùa uống đến tại hạ vì đường chủ dự bị một ly ôm rượu. Lá thư kia viết đến nơi đây, vừa lúc là dùng xong rồi một tờ giấy viết thư. Ta đem đệ nhị trang giấy viết thư rút ra thời điểm, hai mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 1129, khảo thí sao đáp án. Đệ nhị trang giấy viết thư thượng viết nói. Thiết ngói chùa một đường hung hiểm, trên đường nơi chống quỷ thần ngăn trở vì phương tiện tại hạ đành phải đem quỷ thần đưa đến đường chủ trước mặt thỉnh ngươi ra tay siêu độ lý đường chủ vất vả bất quá người tài giỏi thường nhiều việc sao ta mới vừa đem tin xem xong hai trang giấy viết thư liền đồng thời tuôn ra một đoàn ánh lửa một thước rất cao ngọn lửa ở ta trước mắt vọt lên nháy mắt lưỡng đạo ngọn lửa mũi nhọn tựa như hai chỉ cương châm đồng loạt thứ hướng về phía ta mắt nhân ngọn lửa khoảng cách ta thân cận quá ta muốn phủi tay đã không còn kịp rồi lập tức từ trong miệng a ra một đạo chân khí ta dùng chính là người giang hồ cứu mạng chiêu thức, lưỡi đế mũi tên, phun ra đi chân khí cũng không tính cường, lại cũng đủ tách ra trước mắt minh hỏa. Hai luồng ngọn lửa bị ta thổi tan đương khẩu, trên bàn sát ông cũng đồng thời tắt. Phòng giữa trong nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Ta cũng rành mạch mà cảm giác được trong phòng xuất hiện người thứ ba. Đối phương liền ngồi ở trên giường nhìn ta cùng lâm chiếu. Lớp người già thường nói, nửa đêm về nhà trước gõ cửa, cảm thấy có người bật đèn. Trước kia nhà cũ giống nhau không có môn đèn, vào cửa đến sờ soạn mới có thể tìm được lộ. Nhưng nếu cảm thấy trong phòng có người, phải đem đèn điểm thượng. Chính là nói cho ngươi, ngươi nửa đêm bỗng nhiên cảm giác được trong phòng có người, kia chưa chắc là ngươi ảo giác. Là trong phòng thật sự có người. Không đốt đèn, chỉ là hắn có thể thấy ngươi, ngươi nhìn không thấy hắn. Nhân gia ở cùng ngươi chơi trốn tìm, nói không chừng chính là ở hù dọa ngươi mà thôi. Ngươi một bật đèn, thật thấy người, kia đã có thể không phải chơi trốn tìm. Đó chính là, hắn muốn tìm ngươi nói chuyện này gặp gỡ loại sự tình này có thể từ trong phòng rời khỏi tới tốt nhất chạy nhanh ra bên ngoài lui thối lui đến cửa cũng không thể nhanh chân liền chạy ngươi một chạy người nọ liền đuổi tới người chỉ có thể ở cửa chờ chờ ngươi định ra thần tới lại hướng trong phòng đi khi đó người trong phòng đa số liền đi rồi hắn có thể làm ngươi rời khỏi tới đã nói lên hắn không có muốn mạng người ý tứ nếu là lui không ra hoặc là môn mở không ra vậy vuốt hắc thượng giường đất ngủ đi ngày thường nên đi như thế nào còn đi như thế nào? Bị va chạm, cũng đừng kêu đau, nên thế nào còn thế nào? Liền tính là duỗi ra tay vuốt cái đầu, chạm vào nhân thân tử, hoặc là dứt khoát là bắt lấy ai tay. Ngươi cũng thích đáng thành không biết, ngàn vạn đừng kêu, cũng đừng xoay người liền chạy. Người kia khẩu khí chỉ cần không tiếc, liền có mạng sống cơ hội, một khi kia khẩu khí không có, giấu ở ngươi trong phòng người chết nên xuống tay. Ta vừa cảm giác đến trong phòng nhiều ra một người tới, lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Ngồi ở trên giường người lại vào lúc này lại mở miệng nói, hiện tại có thể, ta có thể mang ngươi đi rồi. Đối phương nói âm xuống dốc, ta truy hồn tác đã bắn ra mà ra. Khoảnh khắc lúc sau, ta liền nghe thấy truy hồn tác đâm thủng đầu giường tiếng vang. Nguyên bản tắt sát ông, bỗng nhiên lục hỏa bạo trướng, nửa cái phòng tức khắc lâm vào quỷ dị quan ảnh giữa. Lúc này, ta mới thấy chính mình truy hồn tác, đã đem ngồi ở trên giường hồn thể nhập vào cơ thể mà qua. Xiền xích thượng tuôn ra âm hỏa quang mang chói mắt lại thương không đến hồn thể nửa phần. Ta ánh mắt tức khắc trầm xuống, đối phương lại ha hả cười nói, ngươi giết không được ta, thiên hạ bất luận cái gì một cái thuật sĩ đều giết không được ta. Ta cùng ngươi đã nói, sinh có khi, chết có địa. Ngươi hiện tại chỉ là thượng ta đòi mạng bản. Chờ ngươi ở riêng thời điểm, đi đến riêng địa phương, chính là ta mang ngươi đi thời điểm. Lần sau tái kiến. Con quỷ hồn kia cười lạnh chi gian thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng biến mất ở ta tầm mắt giữa. Ta trầm giọng nói, nói cho Diệp Dương, làm hắn cùng phong nếu hành đi theo du lịch đoàn cùng nhau xuất phát chúng ta hai cái đi tìm cái kia lão tẩu hút thuốc. Lâm Chiếu phát ra tín hiệu không lâu, ta liền đi theo truy tung cổ trùng truyền đến tín hiệu, chạy về phía khách sạn sau núi. Lâm Chiếu một bên đi theo ta đi phía trước chạy, một bên hỏi, Lý Phách, ngươi như thế nào đuổi theo ra tới, chúng ta không phải hẳn là cùng Diệp Dương cùng nhau đi sao? Chúng ta trúng kế. Ta bay nhanh mà trả lời nói, vô hình cái kia lão tẩu hút thuốc, cố ý muốn đem chúng ta kéo vào thăm dò thiết ngói chùa nhiệm vụ, chúng ta đi theo Diệp Dương đi, chính là ở đi thiết ngói chùa hành hương chi lộ, chúng ta không chiếm được bất luận cái gì manh mối ngược lại muốn lâm vào nguy cơ chúng ta đi theo vô hình đi có lẽ sẽ tìm lối tắt nhưng là hai bên chúng ta đều không thể từ bỏ bởi vì vô hình chính mình cũng không biết bọn họ lộ có thể hay không đi được thông lâm chiếu ngây ngẩn cả người những việc này ngươi là làm sao mà biết được ta bất đắc dĩ mà nhìn lâm chiếu liếc mắt một cái nói ta nói chó con chúng ta hai giới đường nhiều người như vậy ngươi cùng ai học không tốt phi học kia chỉ lãnh cẩu Chính ngươi rõ ràng cũng có thể phân tích ra tới sự tình, chỉ cần ta ở, ngươi liền bất động đầu, há mồm liền hỏi ta. Lâm Chiếu đầu tiên là sau này lui một bước, phỏng chừng ta đạn không đến nàng não băng thời điểm, mới cười nói, có đơn giản biện pháp, ta vì cái gì muốn chính mình tưởng? Làm ngươi nói đến đến nhiều mau. Ngươi bậc này vì thế khảo thí thời điểm sao đáp án? Ta biết, chính mình không nói cho Lâm Chiếu, nàng khẳng định cũng sẽ không đi tưởng, đi theo ta đi liền xong việc nhi, đây đều là bị Diệp Dương cấp dạy hư. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? À? tụ tập một đường cao thủ, kết quả mọi người có mọi người lười phát nhi. Vương đồ tể sẽ nấu ăn, nàng không làm, thế nào cũng phải ta tới. Diệp Dương, Lâm Chiếu đều là người thông minh, lại cái gì đều không nghĩ, còn phải ta tới. Vương Tiểu Hoán thích miêu, chính mình không đi chọn, trực tiếp thông đồng Diệp Dương miêu. Phong nếu hành kiếm thuật vô song, năm đó thống soái mượn mệnh người đội ngũ nhân số hơn trăm, kết quả tới rồi hai giới đường đối đường hạ thiết vệ, xem đều không xem. Nhất đáng giận chính là Tiểu Quỳ, chính mình liền vớ đều không tẩy, Đếm tới ai gối đầu bên cạnh liền về ai tẩy, nàng còn cố tình luôn là xem ta gối đầu hảo. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a. À? Chương 1130, không ngừng khiêu khích. Ta ghét bỏ mà nhìn Lâm Chiếu liếc mắt một cái nói, tuy rằng, ta không biết thiết ngói chùa đem những người này làm ra mục đích là cái gì. Nhưng là, du lịch trong đoàn người, tất cả đều tin tưởng thiết ngói chùa có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Cứ như vậy, thiết ngói chùa liền sẽ biến thành bọn họ tín ngưỡng nơi, hơn nữa, vô cùng thành kính. Ta đánh với người đánh cuộc, bọn họ này dọc theo đường đi sẽ có người chết sẽ có người sống sống sót người liền tính vô pháp tiến vào thiết ngói chùa cũng sẽ biến thành thiết ngói chùa cùng tín đồ điểm này ta đều không phải là bắn tên không đích bất đồng người có bất đồng tín ngưỡng nhưng là có ý tứ chính là tin quỷ người so tinh thần người nhiều tin ma người lại so tinh thần người càng vì điên cuồng nguyên nhân trong đó nói trắng ra phi thường đơn giản trên đời không có thống nhất thần lại có thống nhất quỷ bất luận cái gì một loại tôn giáo đều thừa nhận linh hồn cùng địa ngục, cho nên tin quỷ người càng nhiều. Tin ma người, liền càng vì đơn giản. Bọn họ cũng không tu hành cái gì cảnh giới, càng không nghĩ tới muốn siêu thoát thế giới này, bọn họ muốn, chính là trên thế giới này tuyệt đại đa số người muốn tiền tài cùng quyền lực. Cho dù là dùng linh hồn của chính mình đi trao đổi cũng không tiếc. Cho nên, ma quỷ tín đồ, mới là nhất điên cuồng tồn tại. Lâm Chiếu Kinh Thanh nói, người này không phải tương đương đem Diệp Dương ném vào địch nhân trong đám người sao. Ta cười nói, diệp dương bên người tương đương tất cả đều là địch nhân bất quá con đường kia càng thích hợp hắn cùng phong nếu hành bởi vì bọn họ lời nói thiếu nhận định sự tình cũng không sẽ bởi vì ngoại giới quấy nhiễu xuất hiện bất luận cái gì dao động cho nên diệp dương tất thắng ta tiếp tục nói hiện tại xem chúng ta đi con đường này mới nguy hiểm nhất vô hình kia hai người nắm giữ nhất định tình báo bọn họ lại không xác định này đoạn tình báo thật giả cho nên bọn họ cần phải có người tới thử kết quả ta vừa lúc xông vào bọn họ tự nhiên sẽ đem mục tiêu tỏa định ở ta trên người ta dừng lại đối lâm chiếu cười nói ta đánh với ngươi đánh cuộc bước tiếp theo lão tẩu hút thuốc phải cho ta một cái ta không thể không đi phía trước đi lý do ngươi tin sao này lâm chiếu cắn răng nói lý phách ta vừa rồi còn ở lo lắng ngươi có thể hay không rơi vào bẫy rập cho nên ngươi ở thử ta ta giơ tay cho lâm chiếu một cái não băng ngươi quá coi thường ta ngươi đừng quên ta chính là nửa cái càng không thần toán lâm chiếu đang ở biểu môi xoa đầu thời điểm ta bỗng nhiên nói ra một câu làm lâm chiếu sắc mặt kịch biến nói tới, dư lại nửa cái càng không thần toán, nói không chừng liền ở vô hình. Lâm chiếu kinh ngạc nói, ngươi không phải nói dẫn đi. Ta nói, ngươi không cảm thấy, lão tẩu hút thuốc cho ta lưu con đường này, cùng lão lưu cùng linh thủ pháp đặc biệt giống sao. Nơi chúng liêu địch tiên cơ, bức cho đối phương chỉ có thể dựa theo chính mình an bài tốt lộ tuyến đi tới, là tam đại tính sư nhập môn khóa. Hiện tại hồi tưởng một chút, lão tẩu hút thuốc thấy ta thời điểm, cũng đã ở xuống tay cho ta hạ bộ làm thuật sĩ, ta khẳng định muốn đi xem xe buýt trương hành lý tình cảnh. Lão tẩu hút thuốc lúc ấy liền ngồi ở ta phía trước, ta tâm thần vừa động, hắn là có thể cảm giác được đến. Khi đó, hắn chỉ cần nhẹ nhàng hướng trên xe dẫm hai chân là có thể thú nhận trong rương đồng lõa. Khi lúc sau, hắn cố ý kích ta động thủ, chính là vì hướng ta cho thấy chính mình giao môn đệ tử thân phận, đồng thời cũng là vì gợi lên ta lòng hiếu kỳ. Chỉ cần ta muốn đi tìm tòa giao môn đệ tử, trọng môn cao thủ đồng thời xuất hiện ở lữ hành trong đoàn nguyên nhân ta phải lại lần nữa cùng hắn gặp mặt. Hắn ở trong phòng dọn xong sáp ông chờ ta, trên thực tế, là muốn cho thiết ngói chùa phái ra quỷ thần trước tới tìm ta. Khi phân tinh thượng ngọn lửa, thẳng đến ta hai mắt mà đến, ta nhanh nhất tự cứu biện pháp chính là dùng lưỡi đế mũi tên dập tắt lửa. Lưỡi đế mũi tên, đánh ra đi nhưng không ngừng là ta chân khí, còn mang theo ta trong cơ thể một nguồn thuần dương chi khí. Ta ở hoa viên cùng quỷ thần gặp mặt thời điểm, vẫn luôn ở tiểu tâm thu liễm hơi thở, vì chính là tránh cho cùng quỷ thần chi gian phát sinh dây dưa lão tẩu hút thuốc lại vừa lúc dùng ta khẩu khí này, đem ta đưa đến quỷ thần trong tay. Lâm Chiếu biết, lão tẩu hút thuốc xiết không lừa được ta, nàng cố ý làm ta đi phân tích đối thủ, chính là sợ hãi ta ở dưới sự giận dữ, không quan tâm mà đuổi giết cái kia lão tẩu hút thuốc, như vậy gần nhất, ta liền thật sự lọc vào đối phương bẫy rập. Lâm Chiếu nghe ta đem nói cho hết lời mới thở một hơi dài. Ta cũng ở khách sạn sau núi thượng ngừng lại, con bởi vì truy tung cổ tới rồi nơi này liền không có động tĩnh. Thuyết minh, chúng ta mục tiêu ở cái này địa phương đặt chân ta thấy lại là một trương dùng ly nước đè ở trên tảng đá tờ giấy. Khi mặt trên viết nói, lý đường chủ một đường vất vả. nước trà thượng ôm uống xong lại truy. kẻ nghiện thuốc dám đối với ta động thủ, thuyết minh hắn đã sớm đối ta tiến hành rồi một phen điều tra, ta tu vi rất cao, hắn rõ ràng, hắn rõ ràng biết, điểm này lộ trình với ta mà nói không tính cái gì, còn cố ý lưu lại một ly trà thủy, chính là kích thích ta lửa giận. ta cười lạnh một tiếng lại nhìn đi xuống. lý đường chủ hạ của thủ pháp không tính cao minh, bất quá tại hạ cũng không nghĩ tới muốn xuất ra truy tung cổ. Vạn nhất lý đường chủ tìm không thấy tại hạ hành tung, chẳng phải là một chuyến tay không? Tại hạ không đành lòng, chỉ có thể lưu lại truy tung cổ cùng đường chủ bảo trì liên hệ. Theo ta được biết, lý đường chủ đi trước thiết ngói chùa, là vì vạch trần tôn sư khúc mặt thân bại danh liệt chi mê. Tại hạ cả gan xin khuyên đường chủ một câu.